khí Green S, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Võ Minh Gia Bảo đã tận dụng hoàn hảo cơ hội vàng để giành chiến thắng chặn đầu tiên trong sự nghiệp tại Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tình thế nào đã mang đến cơ hội cho tay đua quân khu 7? Hãy tìm hiểu câu trả lời cùng Vua Nước Rút. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Thập diện mai phục là từ có thể dùng để miêu tả tình cảnh của tập thể Đồng Nai khi bước vào chặng 15 từ thành phố Quảng Ngãi đi thành phố Quy Nhơn. Với việc nắm giữ áo vàng và nhất đồng đội, các học trò huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú phải chịu những đợt tấn công liên hoàn từ nhiều phía. Đầu tiên là Dược Domesco Đồng Tháp và tập đoàn Lộc Trời An Giang nhắm vào danh hiệu đồng đội. Theo đó là các đội không nằm trong nhóm ứng viên cũng tìm kiếm cơ hội giành chiến thắng chặn. Bạn đang được thấy trên hình đây là danh sách của các vận động viên ở trong top 1 và là máy kéo chính ở trong top 1 hiện tại đang là thay đua Lê Hải Đăng của đội Dược Domesco Đồng Tháp. Ở phía đầu của top 1 này, các vận động viên thuộc ekip quân khu 7 Dược Domesco Đồng Tháp và đội Parklife Đồng Tháp đang tỏ ra khá đoàn kết. Sau đó, điều Parklife Đồng Nai lo ngại nhất đã đến khi thành phố Hồ Chí Minh Vinama phát pháo tấn công gỡ giờ áo vàng và xoán ngôi đầu đồng đội. Nguyễn Minh Việt với chiếc đĩa hình oval liên tục nạp tốc độ kéo giãn khoảng cách. Và chúng ta đang thấy một màu áo của đội Vinama thành phố Hồ Chí Minh đã vừa tấn công tiếp theo. Như vậy là trong nhóm này chúng ta thấy đã có sự xuất hiện của tay đua mang số đeo 1, tay đua Nguyễn Trường Tài. Một tay đua của thành phố Hồ Chí Minh New Group là Trần Thanh Nhanh. Rồi tay đua của quân khu 7 cũng đã rủ nhau để tấn công. Và theo sau đó là các tay đua của thành phố Hồ Chí Minh Vinama rồi tập đoàn Lộc Trời An Giang. Sự làm việc tích cực hợp tác cùng với Vinama thành phố Hồ Chí Minh đó là tập đoàn Lộc Trời An Giang. Khi họ đã cài được vận động viên số đeo 81 Tăng Quý Trọng để nhằm thu ngắn khoảng cách với áo trắng ở phía trên là Hê Hải Đăng của Dược Domesco Đồng Tháp. Trong khi đó thì thế trận phòng ngự vẫn đang được ekip Parklife Đồng Nai và Diên Hoa Đồng Nai tạo ra khi họ vẫn giữ nguyên 14 tay đua ở đoàn đồng phía sau để có thể tạo nên những mắt xích để đưa tốc độ của đoàn đồng phía sau này tạo nên tốt nhất khi phán đoán được thời điểm thích hợp để đưa vào với nhóm đầu. Chính sự xuất hiện của các học trò huấn luyện viên Lê Thành Liêm ở top trên khiến tập thể Đồng Tháp rơi vào thế khó. Vì huấn luyện viên Trần Văn Quýt buộc phải cho các học trò làm việc để giữ áo trắng và hạng ba đồng đội trước sự uy hiếp của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Nhìn ra tình thế có lợi cho mình, Louis Dedriac và các đồng đội chủ động canh tầm trong khoảng 1 phút 30 giây chờ sự hợp sức chiến thuật của Dược Domesco Đồng Tháp. Đây là thay đua Tăng Quý Trọng, người đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp về áo trắng dành cho tay đua trẻ có thành tích xuất sắc nhất. Và Tăng Quý Trọng hiện đang kém vị trí của người dẫn đầu Lê Hải Đăng của Dược Domesco Đồng Tháp là 49 giây. Không chỉ là cuộc cạnh tranh về áo vàng giữa Minh Việt và Luis Dedriac sẽ trở nên rất hấp dẫn mà là cả cuộc cạnh tranh về áo trắng giữa Tăng Quý Trọng và Lê Hải Đăng cũng sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn và thú vị. Hai thầy đua của Đồng Tháp là Đoàn Thanh Phúc và Nguyễn Quốc Bảo vẫn đang phải nỗ lực để ghim tốc độ của nhóm này cũng như là chờ động thái của top sau. Tính được, làm được, tập thể Đồng Nai tăng tốc thu ngắn cách biệt còn dưới 1 phút ở 10 km cuối và giao quyền làm chủ tốc độ lại cho Dược Domesco Đồng Tháp. Lúc này thì chúng ta thấy ở phía sau các tay đua của ekip Parklife Đồng Nai đang bắt đầu đẩy tốc độ lên cao và ngay cả tay đua đeo áo vàng là Luis Dedriac cũng đã lên làm đầu máy kéo của nhóm này. Ở phía sau thì chúng ta đang thấy cả đội Dược Domesco Đồng Tháp đã lên làm việc cùng với Parklife Đồng Nai. Những tay đua đang nắm giữ những chiếc áo như Luis Dedriac, Nguyễn Tấn Hoài và cả Lê Hải Đăng đều đang phải nỗ lực làm việc để bảo vệ thành quả của mình. Như vậy là với góc máy này chúng ta đang thấy ở top sau đã gần bắt kịp với nhóm đầu. Nếu như ở trong nhóm sau bắt kịp thì chúng ta hãy chờ xem cuộc chiến nước rút của hai vận động viên đang rất mạnh đó là Nguyễn Tấn Hoài và Lê Việt Minh. Bên em biết chắc là bên đội Vinama Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không thể nào mà đi thoát được ở những đoạn cuối.
nên đội đã chủ động giữ khoảng cách và đợi khoảng 20 km cuối đội sẽ cố gắng đưa nhập vào một top. Lúc ai cũng chờ đợi mũi tên đưa về rút của Đồng Tháp thì bất ngờ xảy đến. Khi đã bắt lại được các tay đua mạnh, mũi tên của Đồng Tháp lơi chân, muốn giao lại cho ba tay đua phía trên đã dưỡng sức trong suốt chặng đường tranh chấp ở vạch đích. Kế hoạch này là hoàn toàn khả thi khi Đồng Tháp cho Nguyễn Quốc Bảo và Đoàn Thanh Phúc 2-1 với Võ Minh Gia Bảo của quân khu 7. Nhưng học trò 18 tuổi của huấn luyện viên Trần Thôi đã tạo nên bất ngờ trong bất ngờ. Chúng ta đang thấy có hai vận động viên đã bắn ra khỏi nhóm phía đầu này. Và chúng ta đang chờ xem đó là vận động viên nào đây. Một tay đua của Đô Ba Gan Đồng Tháp đang bước lên ở nhóm này. Và một tay đua có lẽ là của quân khu 7 hoặc tuyển trẻ Việt Nam. Vận động viên Đô Ba Gan Đồng Tháp đó là Đoàn Thanh Phúc. Và có vẻ như đó là vận động viên quân khu 7 Võ Minh Gia Bảo. Như vậy là 500m cuối cùng rồi, chúng ta đang thấy vận động viên áo đỏ đang lao lao về đích. Ở phía sau nữa là đội Đô Ba Gan Đồng Tháp, còn đoàn đông là phía sau luôn. Nếu như duy trì được tốc độ này thì chiến thắng sẽ thuộc về tay đua đang dẫn đầu. Võ Minh Gia Bảo đang tăng tốc. Sẽ lại là một chiến thắng nữa của một tay đua thuộc ekip quân khu 7 và vẫn là một kiểu chào quen thuộc của các tay đua thuộc ekip quân đội nhân dân. Khi đánh gồng em cũng không tự tin là mình giành chiến thắng được, tại vì các đối thủ quá mạnh, các đàn anh mạnh. Em gắn canh chừng các anh để tấn công. Tùy theo tình huống nữa, khi mà đưa vô gần thì các vận động viên cũng nhào lên. Mục tiêu của đội là chỉ đưa lại khoảng cách gần hơn chứ không có ý định là sẽ đưa về đích. Với tập thể Thành phố Hồ Chí Minh, dù không thể đưa top đầu về đích, nhưng huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt đã dùng 3 tay đua để phá sức cả tập thể Đồng Nai ở phía sau, tạo tiền đề cho những chặng tiếp theo có thể tiếp tục tấn công gỡ giờ áo vàng. Nhiều bất ngờ sẽ còn chờ đợi người hâm mộ ở 7 chặng còn lại của Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải năm 2021 tiếp tục thi đấu chặng 16 từ Bình Định đi Phú Yên, lộ trình 94 km, cung đường ngắn nhưng gió ngang và nắng nóng miền Trung là thử thách lớn nhất cho các tay đua. Ekip nào sẽ chủ động tấn công ở chặng đua này và liệu sẽ có kết quả bất ngờ ở đích đến tại thành phố Tuy Hòa? Đón xem truyền hình trực tiếp chặng 16 lúc 8 giờ ngày 23 tháng 4 trên HTV9 và HTV Thể Thao.